Để chủ động trong công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan thống kê danh sách bếp ăn tập thể, xuất ăn sẵn và tăng cường thanh tra kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp. Việc thanh tra kiểm tra được thực hiện từ nguồn gốc thực phẩm, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại các bếp ăn tập thể và cung cấp suất ăn sẵn, qua đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, công khai vi phạm trên các phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Hiện nay, việc cung cấp bữa ăn ca tại các doanh nghiệp rất phổ biến và đa dạng với nhiều hình thức như loại hình bếp ăn tập thể và loại hình cung cấp suất ăn sẵn, doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đơn vị khác cung cấp tổ chức nấu ăn tại nhà ăn trong doanh nghiệp hoặc chuyển suất ăn từ ngoài vào. Việc tăng cường công tác quản lý phòng chống ngộ độc thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo các bếp ăn tập thể được kiểm tra giám sát đầy đủ, không để sót, không để cơ sở không an toàn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.